Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc mừng các quý vị đã trở thành thành viên của cộng đồng Phật tử thế giới và cộng đồng Phật tử Việt Nam, cho một tràng vỗ tay. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất, nhằm mà 24 tháng 2 2018. Khoảng 400 thiện nam và tín nữ đến chùa làm lễ quy y, chính thức trở thành đệ tử Phật, đệ tử chân lý Phật và đệ tử tăng đoàn Phật. Đó là diễm phúc rất lớn mà quý vị đã có được đầu năm 2018. Nhân dịp này, Thầy kính gửi đến quý vị đề tài Kinh Thiền Từ Bi. Trong kinh điển Pali, thiền của Đức Phật gồm có hai phương diện: thiền chỉ và thiền quán. Mục đích thiền chỉ nhằm đạt được định và sự nhất tâm. Mục đích của thiền quán còn gọi là thiền tuệ hay thiền minh sát, nhằm đạt được trí tuệ. Thiền chỉ có 40 đề mục thiền, chia làm 7 nhóm, nhằm giúp hành giả tu thiền an trú tâm trên các đề mục thiền thích hợp. Thiền quán còn gọi là thiền tứ niệm xứ, có 4 đối tượng hoặc đề mục thiền, bao gồm quán và làm chủ thân, quán và làm chủ cảm xúc, quán và làm chủ tâm, quán và làm chủ các ý niệm. 4 đề mục thiền có khả năng mở trí tuệ điêu trên được Đức Phật phân tích rất chi tiết trong kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ và trình bày một phần trong kinh Thân Hành Niệm, cũng như kinh 16 phép quán niệm hơi thở. 2 trong 4 bài kinh nêu trên được giới thiệu trong quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia, và một bài kinh trong số đó được giới thiệu trong Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu. Quyển Cẩm Nang Tu Học Đạo Phật Ngày Nay giới thiệu khái quát về hai loại thiền chỉ và thiền quán. Rất mong quý vị đọc quyển sách nhỏ này, mất trung bình một ngày, nắm toàn bộ một cách khái quát những điều Phật dạy và những điều Phật tử tại gia cần hành trì trong đời, nhằm bổ túc về thiền tuệ dẫn đến việc tăng trưởng trí tuệ, vốn là chiếc chìa khóa mở ra an vui hạnh phúc. Trong kinh tập Sutta Nipata, Đức Phật giới thiệu kinh thiền từ bi. Đây là một trong những bài kinh rất quan trọng được các tăng ni và Phật tử tại các nước Phật giáo nguyên thủy như Tích Lan,
Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Áp dụng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Mục đích của việc thực tập thiền từ bi mỗi đêm là giúp cho người thực tập có được giấc ngủ an lành, nhanh chóng, không sử dụng đến các loại thuốc ngủ, dầu là thuốc Tây hay thuốc đông y hay là các thực phẩm chức năng. Người căng thẳng nhiều, lo lắng, sợ hãi, khổ đau, bất hạnh, sầu bi, u não, tuyệt vọng, trầm cảm cần thực tập thiền từ bi không chỉ ban đêm, thực tập thêm ban ngày, nhờ đó nhanh chóng vượt qua các yếu tố tâm lý tiêu cực nêu trên. Để thực tập thiền từ bi theo kinh Từ Bi, mỗi người lưu ý chọn không gian thoáng mát để ngồi hoặc nằm. Ngồi trong tư thế thẳng lưng, nằm trong tư thế thoải mái, không gối cao, không gối cứng, không nằm sấp, không nằm nghiêng, chỉ nằm ngửa, hai tay duỗi theo thân thể. Hít thở không khí thật sâu, hít vào từ 5 đến 8 giây, thở ra 5 đến 8 giây. Giữa hơi thở ra và vào dừng lại 1-2 giây. Cứ như thế đếm con số 1 cho chu kỳ hơi thở 1, đếm số 2 cho chu kỳ hơi thở 2. Cứ như thế đến số 18, rồi đếm ngược trở lại từ 18, 17, 16, 15, 14, vân vân đến 321. Khi thực tập đếm hơi thở ra và vào, quý vị liên tưởng năng lượng từ bi đang phủ trùm toàn thân với hàng triệu tế bào, 84.000 lỗ chân lông, tạo ra một tương tác tích cực đối với con người, động vật và thực vật trên quả địa cầu này cũng như trong toàn vũ trụ. Thì đó là sự thực tập căn bản về thiền từ bi để giúp cho chúng ta đó xóa đi được trạng thái vô cảm, thờ ơ, bàng quan, vô tích sự, vô trách nhiệm, ích kỷ, nhỏ nhoi, hẹp hòi, bủn xỉn hoặc những tâm lý như giết người, khủng bố, ẩu đả và hận thù, quan trái, quán kết, đối đầu, xung đột, mâu thuẫn, cũng như là không đội trời chung. Thì đó là khái quát về thực tập và thiền từ bi. Sau đây đó, chúng ta cùng đi vào phân tích ứng dụng 5 nội dung căn bản mà kinh Từ Bi đó Đức Phật đã dạy tất cả chúng ta. Điều 1, điều kiện được hạnh phúc. Tôi chọn bản dịch của Thiền sư Dứt Hạnh và đọc nguyên văn bản dịch này. Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, hạnh khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những người ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống hài hòa, điềm đạm, ít ham muốn, không đua đòi theo đám đông. Những người ấy sẽ không làm bất cứ điều gì mà các bậc thức giả chê cười. Đoạn kinh ngắn này đó giới thiệu 8 điều kiện
mà bất kỳ ai muốn trải nghiệm hạnh phúc cho mình và hiến tặng hạnh phúc cho người thân, cho mọi người nói chung, cần thực tập và sống với hàng ngày. Một nhỏ hạnh thẳng thắn, đó là người chân thật, tâm chân chất, trung thực, không quanh co, không giả dối, không đóng kịch, không vua định, không tạo phe phái, không thượng đội hạ đạp, biết tôn trọng sự thật, quý trọng người tài, phân công những người làm việc dưới chướng phù hợp với sở trường và khả năng, nâng đỡ những người có tâm huyết và năng lực để làm được những việc đáng làm. Người thẳng thắn không ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy ai đó có hành động xấu ảnh hưởng đến hạnh phúc của tha nhân. Người thẳng thắn sẽ chân thành góp ý, giúp đỡ, khuyến cáo, dặn dò và nhiệt tình dẫn dắt tới nơi đến chốn mọi người có cơ hội đến với chân lý Phật để trải nghiệm được hạnh phúc an vui trong đời. Hai nhỏ hạnh khiêm cung bao gồm thái độ khiêm tốn và hành động tôn kính những người cao quý, giỏi giang, anh dũng, hữu ích và có giá trị bằng mình trở lên. Đồng thời người khiêm cung á, không xem thường, hạ thấp, chù dập, gây khó dễ, mắng chửi, nặng nhẹ, đì đọt và lợi dụng những người thấp hơn mình về vị trí xã hội, kém hơn mình về tri thức, yếu hơn mình về sức mạnh. Không chỉ sống chân thành, người khiêm cung á, dễ học hỏi những điều hay, tâm rộng mở, đón nhận những lời góp ý, sẵn sàng sửa sai những điều chưa được phải, dễ gần gũi, dễ tiếp xúc và xem tất cả mọi người như người thân ruột thịt của mình, không phân biệt cao thấp, không phân biệt đối xử vì lý do màu da, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, nhóm xã hội, nhóm giới tính, vân vân. Hạnh khiêm cung giúp cho chúng ta xóa đi các khoảng cách xã hội giữa mình và người khác, và do đó đó dễ dàng biến kẻ thù thành bạn và có thêm nhiều người bạn mới, luôn luôn được tiến bộ bởi tâm rộng mở đón nhận những điều hay. Ba nhỏ sử dụng lời từ ái. Trong điều đạo đức thứ ba mà quý vị có cơ hội đọc kinh Thiện Sinh trong lễ quy y, Đức Phật dạy không nói những gì mình không đoan chắc là sự thật, không nói những lời gây sự hận thù, quan trái, đổ vỡ, không nói những lời văn tục, chì chiết, chửi bới, châm biếm, nặng nhẹ, quyền rủa, lời cay độc, không nói những lời tán gẫu, thị phi, xuyên tạc, vu cáo và vô ích. Dựa vào điều này đó, thì người thực tập Phật pháp đó sẽ nói những lời vì động cơ từ bi, chứa nội dung từ bi, với ngữ điệu từ bi,
giúp cho người nghe cảm thấy dễ chịu, thoải mái, an vui, hạnh phúc, lên dây có tinh thần hướng đến những điều hay, gây dựng tương lai và đủ bản lĩnh để vượt qua các trở ngại, chướng duyên và thử thách. Bốn nhỏ: sống hạnh đơn giản. Đơn giản không có nghĩa là thiếu hết tất cả các tiện ích cuộc sống. Người sống hạnh đơn giản có thể có nhiều tiền, nhiều tài sản, nhiều tiện ích, nhưng sử dụng đúng cách, không hoang phí, không xa xí, không đua đòi. Sống hạnh đơn giản trong ăn uống, trong tiêu thụ, trong ngủ nghỉ. Hạn chế tối đa sự phiền hà người khác. Sống bình dân, chân thành, tạo niềm vui hạnh phúc nụ cười cho tha nhân. Không sở hữu để làm cho tâm trở nên ích kỷ, nhỏ nhoi, thấp kém. Rộng mở, đón nhận và chan hòa với mọi người. Cuộc sống càng giản đơn, hạnh phúc càng tràn đầy. Và đó là cách sống mà người tu học Phật cần thực tập. Năm nhỏ: nếp sống hài hòa. Trong kinh điển Pali, đặc biệt là kinh Trường Bộ và kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy 6 nghệ thuật hòa nhã với mọi người, bao gồm nói lời hòa bình, ứng xử hòa bình, chia sẻ lợi lạc, rồi cùng sống trong một trụ xứ với tâm đoàn kết, và nỗ lực làm tất cả những gì có thể để hòa giải những gút mắt, quan trái, hận thù, tạo ra sự đoàn kết, thân thương, hợp tác, góp ý chân thành xây dựng thay vì chỉ trích, nói xấu, phê bình sau lưng. Người có tâm hài hòa luôn luôn nghĩ đến sự tăng trưởng các mối quan hệ xã hội, nhằm biến kẻ thù thành bạn và tạo ra các không gian hòa bình trong gia đình, ở nơi làm việc và bất cứ nơi nào có cơ hội tương tác và tiếp xúc. Điều 6: tâm điềm đạm. Đó là kết quả của sự thực tập thiền chỉ và thiền quán. Làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức, làm chủ lối sống. Người tu học Phật á, cần phải điềm tĩnh trước mọi biến cố của cuộc đời, bao gồm các nghịch cảnh. Cần nhận thức việc đâu còn có đó, không vội vã, không nóng tánh, không phản ứng sai lầm. Đang lúc lỡ giận ai, đừng nên phát ngôn những lời khó nghe. Đừng nên hành động vì dễ dàng hối hận về sau. Khi cơn giận xuất phát, hãy hít thở thật sâu, kiềm chế cảm xúc để nhìn thấy rõ bản chất của cảm xúc và vượt qua nó, tạo ra sự bình an cho mình và cho người thân. Điềm đạm giúp cho chúng ta lắng nghe để học hỏi. Khi nói thì nội dung phải hữu ích, không háo thắng, không ganh đua, không tranh chấp, không hơn thua. Nỗ lực làm việc gì đó là chắc việc đó. Sống chậm, sống thanh thản, sống thư thái, sống để trải nghiệm niềm vui với hạnh phúc và nụ cười.
và nhờ tâm điềm đạm chúng ta trở nên sâu lắng hơn, già dặn hơn và được mọi người quý trọng. Bảy nhỏ, ít ham muốn và không đua đòi, đó là dịch thoát nghĩa của thiểu dục và tri túc. Ít ham muốn thì chúng ta sẽ không vi phạm luật pháp, chấp nhận chậm giàu một chút hay giàu ít một chút, thậm chí là người có thu nhập bình dân, để không phải bị tù đày, cũng như không sợ hãi sự trả thù và trừng phạt của luật pháp. Người chân thật, sống ngay thẳng, rèn đạo đức, trọng luật pháp, vẫy tay chào với các hình thái sợ hãi, dù là ai, không đua đòi, giúp cho ta là hiểu được chính mình, thông cảm với hoàn cảnh mình đang sống cũng như của người thân, không cạnh tranh, không leo thang, không bắt chước những người giàu có hơn, tiêu thụ hoang phí, hài lòng và biết đủ, tiết kiệm. Những gì không đáng chi thì không nên phí một đồng. Những gì cần sử dụng, tiêu xài chính đáng thì không nên tiếc rẻ. Biết cân nhắc kỹ lưỡng, biết chọn lựa và chi tiêu thích hợp. 8. Không làm điều gì bị chê cười. Ứng xử những điều trái với đạo đức, làm những gì ngược với luật pháp, vi phạm thuần phong mỹ tục, sống ương ngạnh, thói quen ngang trái, thích làm gì cứ làm, lợi dụng tự do của luật pháp cho phép, thương tổn tự do của người khác, hoặc lợi dụng các phương tiện trang mạng xã hội, nói xấu, vu cáo, phê bình, chỉ trích những người xung quanh, đều là những hành vi tạo ra sự chê cười từ các bậc trí thức. Do đó, cố gắng giữ mình, nỗ lực làm tất cả các việc lành, chối bỏ và vượt qua những điều ác, rèn luyện động cơ trong sáng, quyết định nhanh chóng làm gì đó thì phù hợp với quy trình nhân, duyên và quả. Đã hứa ai, cam kết làm điều gì, nếu nội dung đó là tốt, quyết tâm làm cho bằng được, không thất hứa, không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không đầu hàng trước số phận. Nhờ thực tập và nhân lên thành thói quen tích cực, người tu học Phật đó sẽ được mọi người quý trọng, dầu tuổi nhỏ cũng được kính yêu. Bậc thức giả thích làm thiện hữu tri thức, và do đó chúng ta sẽ có nhiều quý nhân phù hộ giúp đỡ, vượt qua các hoàn cảnh trái ngang và khốn khó trong đời. Thì đó là 8 điều kiện theo Đức Phật người thực tập thiền từ bi phải nỗ lực đạt được. Và đây cũng là các chánh nhân mà bất kỳ ai gieo trồng đều sở hữu được hạnh phúc trong tầm tay. Điều 2, từ bi đối với mọi loài. Kinh dạy như sau: luôn tâm niệm rằng nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an lành, được hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Tôi nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều sống an lành. Những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp,
những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh đều được bình an. Thì trong đoạn kinh vừa nêu đó, gồm có hai nội dung chính. Nội dung một đó, kêu gọi chúng ta hãy phát các nguyện lành. Và điều này đó, giúp cho chúng ta vượt qua được thói quen cầu nguyện mà đối tượng được quan tâm là chính bản thân mình, người thân và những người cùng huyết thống. Đó là lợi ích nhóm huyết thống làm cho tâm chúng ta trở nên nhỏ hẹp. Mặc dầu những lời chúc nguyện tốt lành cho người thân là đáng khích lệ. Tu học thiền từ bi đó, thì ngoài người thân huyết thống ra, chúng ta phải có cái tầm nhìn rộng hơn nữa. Tất cả mọi con người, bao gồm người nam, người nữ và giới tính thứ ba, trong nhiều kiếp sống quá khứ đã từng là ông, bà, cha, mẹ, thím, dì, mợ, chú, bác, cậu, cha, mẹ, anh chị em, con, cháu, chích. Vì cách ấm trong tiến trình tái sinh, chúng ta đã không có khả năng nhớ lại các mối quan hệ huyết thống ở những kiếp trước. Từ đó, chúng ta có khuynh hướng ích kỷ với nhóm huyết thống trong gia đình và họ tộc mình. Chúc nguyện an lành là cách mở tâm từ bi, bắt đầu bằng sự quan tâm đến sự an lành ở chúng sinh, bao gồm con người, các loài động vật, các loài thảo mộc. Khi chúng ta bảo vệ môi trường, thương các loài động vật, không có lý do gì chúng ta không thể thể hiện tâm từ bi tôn trọng mạng sống của con người. Tức là tâm từ bi nó phải đi từ thấp đến cao. Và mục tiêu ở đây đặt ra là gì? Là hướng đến sự an toàn về tính mạng sống, quyền được sống của con người, các loài động vật và các loài thảo mộc. Giới luật dành cho người xuất gia cấm các tăng sĩ chặt phá cây cối là để góp phần bảo vệ môi trường, và nói theo môi trường học ngày nay, nhằm tạo sự cân bằng các hệ sinh thái đa dạng trong vũ trụ. Người xuất gia theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa được khích lệ ăn chay trường, một mặt đó bảo hộ tâm từ bi trọn vẹn, mặt khác đó giúp cho con người trở nên quan tâm giúp đỡ tha nhân tích cực và hiệu quả hơn. Đối với các loài động vật, người nào chưa ăn chay trường được đó thì đừng tự tay mình thọc huyết, cắt cổ, nhổ lông. Hãy mua các thực phẩm đông lạnh đã được làm sẵn rồi. Tiêu thụ các thực phẩm đó đó, nghiệp sát chỉ là gián tiếp không đáng kể. Quý vị có mua, có ăn hay không, các con vật đã bị giết chết sẵn. Đây là cách mà các nước tiên tiến ở phương Tây, bao gồm châu Âu và châu Mỹ, cũng như là các nước giàu ở châu Á và châu Phi, châu Úc thường làm. Họ bỏ ra một cái khoản tiền nhỏ so với đồng lương tính theo giờ để có được các món ăn ngon từ các thực phẩm mặn chế biến do các công nhân ở các nước nghèo
trong đó có Việt Nam. Đang khi đó, những người làm nghề chài lưới, chăn nuôi, thủy hải sản đông lạnh phải trực tiếp giết với một đồng lương rất là thấp, ôm hết tất cả các nghiệp sát về bản thân mình. Đang khi người tiêu thụ ở những nước giàu đó thì thoát khỏi nghiệp này. Cho nên người tu học Phật á, đừng quá quan trọng khẩu vị từ loài động vật tươi sống. Giới nhà giàu thường bỏ tiền ra để gieo nghiệp sát, mang lại tác hại về sức khỏe, tuổi thọ và quyền sống cho bản thân ở cuối đời và những kiếp sau. Đi câu cá, đến các khách sạn 3 sao, 4 sao, 5 sao, 7 sao, ăn uống các loại cao lương mỹ vị bằng cách chỉ trực tiếp để đầu bếp giết sống các loài vật này. Sự tàn nhẫn trong nghiệp sát đó làm cho hậu quả của nghiệp sát nặng hơn. Và chúng ta thỏa mãn khẩu vị phải chịu lấy các hậu quả đau khổ về sau này. Cho nên nỗ lực nghĩ đến sự an toàn của người khác, hạnh phúc của chúng sinh, cho nên hạn chế nghiệp sát một cách trực tiếp, không tham gia các cuộc chiến xâm lăng. Là người Phật tử, vì yêu nước và thương dân, chúng ta có thể tham gia các cuộc chiến tranh vệ quốc, bảo vệ độc lập chủ toàn của dân tộc. Khi tham gia vào hành động cao quý này, đừng để tâm hận thù chi phối dẫn dắt. Chúng ta bảo vệ quyền được sống, quyền công bằng, quyền dân chủ và nhân quyền chung của dân tộc mình, và không tạo điều kiện cho kẻ xâm lược thực dân, bóc lột, giết chóc, tàn phá, chà đạp và dày xéo hạnh phúc của những người vô tội. Dù cũng là một nghiệp sát nhưng lại bảo hộ cho quyền được sống, cho nên nghiệp sát vẫn chỗ quả, nghiệp bảo vệ hạnh phúc hòa bình đó, đồng lúc đó, trổ kết quả. Do đó sự bù trừ về nhân quả vẫn làm cho những người tham gia chiến tranh quỷ quốc đó là thoát được nghiệp ở một mức độ tương đối. Đồng thời chúng ta phải tâm niệm và mong rằng tất cả con người, các loài động vật có được tâm tư hiền hậu để trải nghiệm hạnh phúc và thảnh thơi. Cái người ác độc, dữ dằn, nói câu chửi câu, nói câu văn tụng câu thì không thể nào có được tâm bình an được. Những lời văn tục dầu bất kỳ ngôn ngữ nào có điều gọi là bất công, toàn lấy mẹ cha mình ra mà chửi. Đó là điều rất là lạ. Lẽ ra con người tiến hóa về đạo đức, tổ chức xã hội, phát triển tâm linh, không nên rơi vào thói quen văn tục mà thương tổn đến đó là cha mẹ của mình. Thế bây giờ các cháu thiếu nhi tiếp xúc, lắng nghe, quan sát sự ứng xử của những người là bất kính cha mẹ, chửi tục, thì lớn lên tập tành theo các thói quen đó, trở thành những kẻ văn tục và vô tình đó, phạm tội bất hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, và đó là một trong những tội rất nặng. Trong phần 2, để thực tập tâm từ bi đối với mọi người đó, thì chúng ta phải mở biên độ của lòng từ bi ra. Cũng giống như là vũ trụ bao la, không biên giới, không ngần mé, không giới hạn, không cùng tặng. Khi thực tập tâm từ bi đối với con người, các loài động vật, các loài thực vật, chúng ta phải có cái tâm liên tưởng tốt.
từ hàng vạn các lỗ chân lông trên cơ thể, hàng tỷ các tế bào của toàn thân. Các bạn liên tưởng rằng từ chúng năng lượng từ bi đang tỏ ra, đang phủ trùm, đang mở rộng, đang lây lan, tác động trực tiếp đến trước nhất là người thân, người thương, người có công, người mang lại hạnh phúc, người giúp đỡ chúng ta. Sau đó hướng đến bà con, bạn hữu, làng xóm, người dân, cộng đồng và 7 tỷ 3 con người trên quả địa cầu này. Đồng thời cũng với chánh niệm hơi thở ra vào, các bạn liên tưởng đến các loài động vật, từ những loài côn trùng dưới lòng đất không nhìn thấy được, cho đến các loài bò sát, loài dưới nước, loài có cánh, loài bốn chân. Hàng trăm, hàng ngàn các loài có sự sống trên quả địa cầu, trên đất hay mặt nước hay trong hư không, đều đón nhận được năng lượng từ bi tỏ ra từ chúng ta. Và đồng thời lúc đó, quý vị liên tưởng các hận thù, quan trái, quán kết, hiềm khích, mâu thuẫn, xung đột, va chạm giữa ta với người thân, giữa ta với bạn bè, giữa ta với kẻ thù, giống như là tù ngục bị phá tung cửa, như bức tường Berlin á, sụp đổ, như vạn lý trường thành á, bị vỡ tung, như các sợi dây xích á, bị chặt từng mắt xích một, như ổ khóa được mở toang. Và lúc đó quý vị liên tưởng rằng tôi cam kết đủ khả năng xóa hận thù. Quý vị có thể liên tưởng đến kẻ đã tạo nỗi khổ niềm đau cho mình, hoặc người mà mình đã vô tình hoặc cố ý mang khổ đau cho họ. Hận thù quan trái được khép lại. Đồng thời quý vị liên tưởng thêm câu kinh Tán Dương Kinh Dược Sư, giải kết, giải kết, giải quan kết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết, mở gút, mở gút, mở gút quan, nghiệp chướng từ kiếp này sang kiếp khác có cơ hội được kết thúc. Thì bằng quyết tâm cao độ đó, chúng ta không giận hờn, không giận dỗi, không để bụng, không để dạ các ứng xử có tội của người khác, các cư xử có lỗi của người thân, vật hoặc vô tình hoặc cố ý. Chúng ta nhận thức rõ rằng là con người, ai cũng bị rủi ro, phạm luật và phạm lỗi. Nếu chúng ta mong người khác tha thứ cho mình, thì người phạm tội và phạm lỗi với chúng ta cũng mong được sự thứ lỗi tương tự để sống hạnh phúc và bình an. Đặt mình vào vị trí của người khác, chúng ta dễ dàng thông cảm và ứng xử cao thượng, tạo cơ hội cho người khác khắc phục các yếu kém của họ, không đẩy người khác vào thế chân tường bí lối, dẫn đến các hành xử cốc cần đời, lún lút sâu trong con đường tội lỗi, từ nhẹ đến nặng, từ bất hạnh đến tuyệt vọng và khổ đau nhiều hơn. Tâm từ bi giúp cho chúng ta quan tâm đến mọi người, bắt đầu từ những người thân nhất. Và bằng sự thực tập này đó, mỗi người chúng ta tái đánh giá lại quan hệ giữa mình và những người thân, chắc chắn có những lời căng thẳng, khó nghe, có những hành động làm cho người khác khổ đau, bỏ ăn, mất ngủ, khó chịu, ám ảnh, thậm chí đó là bị trầm cảm một khoảng thời gian dài. Thực tập tâm từ bi
hãy mạnh dạn nhận lỗi và xin tha thứ. Vào mỗi tháng, cứ nửa tháng một lần, người xuất gia đều tự tứ. Tự tứ có nghĩa đen là bày tỏ ý thức nhận lỗi ở bản thân, kêu gọi những người đồng tu chỉ điểm sai sót mà mình vấp phải để hoàn thiện nhân cách. Học hạnh soi gương nhân cách là cách thức giúp ta tiến bộ hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Nhờ đó, cuộc sống trong kiếp người ngắn ngủi trở nên hữu ích và có giá trị hơn. Cho nên phải tập thành một thói quen. Có người nói là tôi không thể nào quên được kẻ thù, tôi không thể tha thứ được người khác. Cũng có những người là thề cai rủa độc, tao có chết mày không được đến nhìn mặt tao, nếu tới nhìn mặt tao sẽ làm cho cái hòm không thể di chuyển được. Thề cai rủa độc như thế để làm gì? Cũng là người thân. Và những người đó có nhận thức rằng là hơi đâu dặn người dưới nước lã rất nguy hiểm á, họ sẽ cho phép rằng họ sẽ dặn đó là người thân. Người dân vì không có mối quan hệ gần, họ gặp nhau đôi lúc á một lần trong đời vài lần, cho nên họ dễ dàng bỏ qua. Họ mang một cái mặt nạ rất dễ thương, rộng lượng, tốt đẹp, cao quý để cho mọi người ca tụng. Họ sống ảo trong thói quen giả đò đóng kịch đó. Đang khi với người thân thương, những người có công, những người góp phần mang lại hạnh phúc, thì một số người đó gọi là chấp từng câu nói, từng hành vi, từng ứng xử, chấp chặt như sợi dây xích, không buông. Đó là bất công. Chúng ta phải nỗ lực tháo mở những nỗi khổ niềm đau, trước nhất là với những người thân trong gia đình, vì chúng ta phải sống chung đụng với họ. Tháo mở được quan trái đó thì hạnh phúc mới dài lâu. Và thực tập từ bi đó, trước nhất là từ bi với bản thân, kế đến là từ bi với người thân, và sau cùng đó mới từ bi với tha nhân. Phải đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Trong các quốc gia, những cuộc nội chiến về ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo thường để lại những cuộc chiến tranh lạnh khi là cuộc chiến đã đi qua. Việt Nam vì vị thế địa chính trị, đặc biệt ở Đông Dương, ta đã có 3.000 năm lịch sử gắn kết với các cuộc chiến tranh mà kẻ thực dân đó đã dày xéo lên quê hương đất tổ và biến chúng ta thành những kẻ thuộc địa. Chia để trị là chính sách mà những kẻ xâm lăng thường áp dụng, tạo một điều kiện thuận lợi cho những kẻ cõng rắn cắn nhà nhà để cai trị những người là đồng bào. Từ đó, khi cuộc chiến đi qua, hòa bình đã được lập lại, hận thù giữa những người khác ý thức hệ, đảng phái này, đảng phái nọ, khó lòng có thể đặt xuống. Tình trạng Việt Nam không chỉ khổ đau trong thời chiến, lại tiếp tục bị khổ đau trong thời bình. Nội thù là khó vượt qua. Chúng ta dễ dàng tha thứ kẻ thù là người đến từ nước khác, ở quốc gia khác, thuộc cộng đồng khác. Nhưng nội thù giữa những người đồng bào, giữa những người đó cùng huyết thống thì lại rất khó vượt qua. Thì dù khó, chúng ta phải cam kết rằng tôi quyết tâm và có thể làm được để xóa đi hết các hận thù. Thì lúc đó đó, tâm từ bi đó mới có cơ hội nảy mầm, được nuôi dưỡng, lớn mạnh và kết trái hòa bình, góp phần á, xây dựng hạnh phúc cho mình và tha nhân. Điều 3,
xóa hận thù và ác tâm. Kinh văn dạy rằng: tu nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tánh mạng của người khác, đừng ai vì hận thù, vì giận hờn, vì ác tâm mang lại khổ đau, tạo ra sự đau khổ và khốn đốn cho những người xung quanh. Thì trong đoạn này đó, Đức Phật đề cập đến ba phương diện mà tâm hận thù và ác cảm đã làm cho chúng ta bị nhấn chìm trong các quan trái. Chúng ta biến người khác trở thành nạn nhân của mình, rồi mình á lại có thể bị người khác là tạo ra tính cách nạn nhân. Cứ như thế, ăn quán trong giang hồ xuất hiện dưới hình thức này hay tồn tại dưới hình thức khác, và do đó các hình thái bất công tiếp tục xảy ra và làm cho con người lẽ ra cần được hạnh phúc lại chìm trong các nỗi khổ và sự bất hạnh. Thứ nhất, chúng ta cần cam kết là không để cho loài nào sát hại loài còn lại. Theo dõi kênh Discovery, tức là kênh khám phá, hay là những chương trình thế giới đó đây, quý vị dễ dàng nhận ra đó, trong thế giới cửa biển, cá lớn ăn cá vừa, cá vừa ăn cá nhỏ ăn cá bé ăn cá bé hơn. Và cứ như thế đó, thế giới của loài thủy tộc đó, gọi là ăn tươi nuốt sống và biến nhau làm mồi. Rồi thế giới đó không thể phát triển về ý thức và đạo đức được, cho nên đó, nghiệp sát đó không thể dừng lại được. Trong rừng và trên núi, nơi có các loài thú ăn thịt, sư tử là chúa sơn lâm, cọp, beo, chó sói là những kẻ đe dọa mạng sống của các loài động vật nhỏ hơn, thậm chí lớn hơn. Loài trâu bò, hươu cao cổ, nai và các con vật khác trở thành mồi ngon của các con vật ăn thịt người. Tôi vừa đọc một thông tin, nước Úc đang đề xuất giết sạch các loài thú ăn thịt để bảo tồn các loài thú ăn cỏ, nhằm gây tạo sự hòa bình giữa các loài động vật. Dĩ nhiên là các nhà khoa học về vạn vật không tán đồng ý niệm này, thường kêu gọi bảo vệ mạng sống của các loài động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, mà phần lớn là các loài thú ăn thịt. Nếu có sự lựa chọn sát nhất miêu cứu dạng thử về nghĩa bóng, chúng ta dễ tán thành với việc để cho các loài thú dữ, sư tử, cọp, beo, chó sói và những loài ăn thịt là chết đi khỏi quả địa cầu này. Còn lại trên quả địa cầu á, là những loài ăn thảo mộc thôi. Thì chúng ta thấy là cuộc sống của con người và hàng triệu các loài động vật còn lại đó dễ dàng được bình an. Nhưng mà ước nguyện đó đó không dễ gì được hiến pháp và luật pháp, nhất là bảo toàn các loài động vật trên toàn cầu đó, tán đồng. Đây cũng là giới hạn chung cái sự tồn tại của các loài ăn thịt đó, thì chắc chắn là không có lợi gì cho con người và các loài yếu kém hơn. Phương diện thứ hai, người tu học thiền từ bi đó phải cam kết rằng không coi nhẹ tính mạng của con người, tính mạng loài động vật và sự sống của các loài gọi là thực vật.
Thì chúng ta phải nỗ lực, tức là tôn trọng sự sống và quyền bình đẳng sống đó ở các loài động vật là như nhau. Thì đạo Phật là tôn giáo duy nhất kêu gọi sự phát triển tâm từ bi ở mức độ cao này. Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo được Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo tái sử dụng, cho phép con người đó giết con vật để ăn và lập ra học thuyết vật dưỡng nhân, tức là Thượng Đế thương yêu con người bằng cách tạo ra con vật để chu cấp thực phẩm và khẩu vị ngon cho con người. Học thuyết đó là rất khó được chấp nhận. Khi chúng ta có mặt ở rừng hoặc là ở trong một sở thú do bất cẩn rớt vào chuồng thú, thì lúc đó đó bị thú dữ rượt đuổi và xé thịt, lúc đó đó người chủ trương học thuyết vật dưỡng nhân có dám nói rằng nhân dưỡng vật hay không? Vì chúng ta làm mồi cho thú mà. Thực tế đó, trong thế giới nếu không có luật thì con lớn ăn con bé, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu thôi. Chúng ta gây thương tổn lẫn nhau. Trải qua mấy nghìn năm trên quả địa cầu này, nhân loại đã chứng kiến là hàng vạn các cuộc chiến xâm lăng, nước mạnh tấn công nước yếu. Nhân danh khoa học kỹ thuật mang ánh sáng hạnh phúc bình an đến các nước nghèo, những kẻ xâm lăng trở thành những kẻ tội lỗi, giết người, tàn phá, hủy diệt, rồi khai thác nguồn tài nguyên, chà đạp nhân phẩm, biến chiến sĩ của nước thua trở thành nô lệ và tạo ra biết bao nhiêu đó là nỗi khổ niềm đau. Các nước phương Tây đứng đầu như là Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, vân vân, đều là những quốc gia đi xâm lăng, mang nguồn tài nguyên về đất nước mình, bao gồm ngọc ngà châu báu, rồi chà đạp sức lao động, nhân phẩm của những nước nghèo để làm giàu. Thì cũng nhờ chủ nghĩa cộng sản có mặt mà chủ nghĩa tư bản thực dân đã kết thúc. Sau khi xóa bỏ chủ nghĩa nô lệ và thuộc địa, thì các nước tư bản bắt đầu đó trở nên tốt đẹp hơn. Họ đã lấy các học thuyết của chủ nghĩa cộng sản để lo cho dân và làm cho đất nước của họ ngày càng tiến bộ và phát triển. Đang khi các nước cộng sản này có lý thuyết hay nhưng mà chủ trương và thực hiện thì kém, cuối cùng á, phần lớn các nước cộng sản đều trở thành các nước nghèo. Và đó cũng là một cái điều bắt to mà chúng ta cần phải nỗ lực để vượt qua. Không coi thường mạng sống của người khác được hiểu đồng nghĩa là chúng ta phải tôn trọng quyền được sống. Và do vậy, không tham gia bất cứ chủ trương nào, chính sách nào mang lại sự tổn thất và cái chết. Trong Thế chiến thứ hai, vua của Tiệp Khắc vì thương dân đã đầu hàng vô điều kiện trước nước Đức để bảo toàn quyền được sống của người dân. Và các công trình có hàng nghìn năm lịch sử, các di tích lịch sử văn hóa không bị tổn thất công trình nào. Thì các vị vua của nước đó đã nghĩ rằng là mình mất cái quyền điều hành đất nước, nhưng mà người dân được bình an, cho nên họ quyết định chọn. Còn những quốc gia đó mà chiến tranh quậy quốc thường xảy ra thường xuyên, thì con người đó luôn sống trong hận thù, dĩ nhiên là giữ được độc lập chủ quyền là rất khó, và đó là nhiệm vụ thiêng liêng. Là khi bị xâm lược đó, thì chúng ta phải khởi nghĩa để giành lại độc lập. Nhưng mà có nhiều cái cuộc độc lập đó, cái giá mà chúng ta phải trả là quá lớn. Cái hận thù dân tộc và nỗi thù đó phải mất đến hàng thập niên, có khi là hàng thế kỷ
mới có thể nỗ lực vượt qua. Nếu như trước khi chết, những người tham gia các cuộc chiến, dù với ý thức hệ chính trị nào, bên phía nào, chánh nghĩa hay phi nghĩa, không nỗ lực theo lời Phật dạy, mở tâm từ bi, xóa bỏ hận thù, vượt qua quan trái, thì sau khi chết 10 tháng tiếp tục tái sinh, sanh ra thêm 20 năm sau trở thành người lớn, hận thù đó được gieo rắc dưới hình thức này hay hình thức khác, các hạt giống hận thù đó dễ dàng bộc phát khi bị kích hoạt, khi bị tác động, và do đó khó có thể khép lại nỗi đau thương. Rồi không xem nhẹ tính mạng của ai, cần phải được thực hiện bằng tâm từ bi lớn, hiểu biết lớn, tha thứ lớn, quảng đại lớn, bao dung lớn, vô ngã lớn và vị tha lớn, mới có thể thực hiện một cách trọn vẹn. Mùa xuân Mậu Thân 1968, miền Bắc Việt Nam tổng khởi nghĩa và nổi dậy một cách bất ngờ vào 30 Tết và những ngày sau đó, để chiếm lấy các thành phố lớn gồm Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế. Riêng tại Huế đã có gần 7.000 thường dân chết vô tội. Mấy vạn chiến sĩ ở hai phía thuộc miền Bắc Việt Nam, miền Nam Việt Nam ra đi vĩnh viễn. Sau mấy chục ngày chiếm đóng, lực lượng miền Bắc đó bị đánh lùi. Sau đó tổng khởi nghĩa lần thứ hai, tổng khởi nghĩa lần thứ ba, mạng sống của chiến sĩ và người dân tiếp tục là nằm xuống. Hiện nay để đánh giá cái cuộc chiến đó đó thì có hai nhận xét đối lập nhau. Những người kêu gọi hòa bình đó thì không tán đồng cho cuộc chiến, và họ dẫn chứng rằng đó Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hai người không tán đồng tổng khởi nghĩa. Cụ Hồ Chí Minh thì bị đưa sang Bắc Kinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đi sang một nước châu Âu để điều trị bệnh, và cuộc chiến đó để lại quá nhiều cái chết. Sau 50 năm chúng ta lại ăn mừng chiến thắng Mậu Thân, thì đứng ở cái góc độ mà mạng sống bị bỏ ra quá nhiều đó, thì sự ăn mừng đó là không nên. Thực tế đó, đó là một sự thất bại thảm hại về quân sự, tổn hại về mạng sống. Và chỉ có chiến thắng đó là chiến thắng về chính trị thôi. Cái cuộc chiến thắng chính trị đó đã đẩy Việt Nam có cơ hội ngồi vào bàn đàm phán, để dẫn đến mấy năm sau là tạo ra hòa bình vào năm 1975. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã tấn công 6 tỉnh miền Bắc, gây tạo ra cái chết của hàng ngàn người dân và mấy vạn lính Việt Nam. Cuộc chiến biên giới đó kéo dài 10 năm. Và cuối cùng là Việt Nam đã đánh đuổi là Trung Quốc về lại đất nước của họ. Có lẽ vì những lý do tế nhị mà nhà nước Việt Nam đó không tưởng niệm ngày 17 tháng 2 sau 39 năm, với mấy chục ngàn người đã bỏ mạng, và xem đó là cái cuộc chiến biên giới chứ không dám nói cuộc chiến xâm lăng của Trung Quốc. Là lúc đó các khái niệm dùng từ đó quá gọi là cả nể, mà lẽ ra là không cần thiết, vì chúng ta không thể thay đổi được lịch sử. Lịch sử đã từng xảy ra, chúng ta Việt Nam là nạn nhân của Trung Hoa. Trong 3.000 năm lịch sử đó, Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam 60 lần. Và có lẽ đó, cái tham vọng sau lưng Việt Nam đó cũng khó có thể dừng trong tương lai đâu. Không phải là chúng ta quá bi quan,
Rồi cái kinh nghiệm 3.000 năm cho thấy là 60 lần không phải là con số nhỏ. Việt Nam thì thường ứng xử thông minh của một nước nhỏ kế bên một anh khổng lồ không biết điều. Cho nên sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm Trung Quốc về nước đó, thì Việt Nam phải đi triều cống để hòa giải và hòa đàm, thì mong Trung Quốc không cả dặn, thì cuộc sống của người dân Việt Nam mới được bình yên. Chúng ta thấy không coi nhẹ tính mạng của người khác không phải là chuyện dễ đâu. Các nước xâm lăng đó, họ đưa đủ lý do. Trung Quốc lúc đó là cả dân Việt Nam vì đã dám mà đánh đuổi là Cộng sản Pol Pot, vốn mà giết dân tộc Campuchia của họ, đang khi Trung Quốc là hậu thuẫn cho Pol Pot. Và Trung Quốc đánh Việt Nam như một bài học để dằn mặt Việt Nam. Vì lúc đó Việt Nam rất là thân với Liên Xô, mà về bản chất là Trung Quốc xem không chỉ Mỹ, Liên Xô cũng là một đối thủ. Đánh Việt Nam là để dằn mặt Việt Nam, chỉ vì muốn thị uy thôi. Cái tính mạng của mấy chục ngàn người Việt Nam đã bỏ xuống trong 10 năm chiến tranh biên giới. Tôi mong sao đó các sách sử Việt Nam phải đưa cái cuộc chiến biên giới 10 năm bảo vệ đất nước với Trung Quốc vào lịch sử, để mỗi người dân Việt Nam hiểu được cái lịch sử đau thương của dân tộc, và nuôi cái tâm là anh hùng và bất khuất để bảo vệ bờ cõi và biên cương. Phương diện thứ ba đó là đừng vì giận hờn và ác tâm mà tạo ra nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Là lúc chúng ta giận quá, chúng ta muốn làm, muốn nói, muốn hành xử cho đã tức, cho đã nư, rồi hậu quả như thế nào đó thì hạ hồi phân giải. Người dân Việt Nam có câu rất sâu sắc: giận mất khôn. Thì trên thực tế đó, hễ là giận thì không có khôn nữa. Càng hành động trong lúc giận đó, chúng ta càng dở, càng tệ, càng tạo ra đó là các hậu quả ăn quán giang hồ. Việt Nam cũng có câu cơm sôi bớt lửa. Nếu ta hiểu theo nghĩa bóng đó, thì khi đang giận dữ, mất kiểm soát, hoặc là giận hờn, ganh tức, ghen tức, bực tức, khó chịu đó, thì bớt lửa xuống, tức là hít thở nhẹ nhàng, rồi nhìn các mảng trời xanh, đi bách bộ, chứ đừng nên phản ứng lúc đó, vì chắc chắn sự mất kiểm soát sẽ dẫn đến những điều mà về sau này chúng ta có thể bị tuyên án tử hình hay là tù trung thân. Ngày 27 Tết Mậu Tuất 2018, Châu Linh 18 tuổi thôi, chỉ vì đó là thù bà chủ nơi mà cậu này làm việc, cậu ấy đã giả vờ thân với chủ nhà xin dự ngày tất niên, rồi tối ngủ lại, chờ lúc mọi người ngủ say, dùng dao giết từng người một, gồm vợ chồng chủ và 3 đứa con. Đến ngày 30 đó, thì kẻ thủ ác đó đã bị bắt, và chắc chắn là cậu này sẽ bị tuyên án tử hình thôi. Kể từ khi báo chí đưa tin chị ruột của cậu Linh này đang là sinh viên đại học phải bỏ học trở về nhà sống thấp thỏm lo âu trong căn nhà, cha của cậu Linh là một Phật tử công quả ở chùa Núi Cấm, mẹ là một người nông dân hiền từ cũng sợ hãi không dám ra đường, giam nhốt mình trong một căn nhà vì sợ bị trả thù bởi những người thân và những người yêu quý mến gia đình này bị tàn sát đau thương trong những ngày cận Tết. Thì trong trường hợp của cậu Linh á, chỉ vì giận người chủ la mắng chửi mình thôi mà khởi lên ác tâm, đó là trả thù. Cái trả thù á, giết đến 5 người như thế là quá ác độc.
chúng ta vẫn chưa quên tội phạm trẻ, đó là cậu Luyện đã thảm sát toàn gia đình ở trên Bình Phước vì không được là trọn vẹn đối với tình yêu với cô con gái trong gia đình này. Rồi cái hận thù đó đã tạo ra ác tâm, ác tâm đó đã dẫn đến sát nghiệp, và sát nghiệp đó đã buộc cậu ấy phải bị đền tội và phải bị là tiêm thuốc độc chết. Cách đây vài tháng, một phụ nữ sống trọ ở tỉnh Bình Dương giận chồng do chồng say rượu với các hành động bạo lực, đã sát hại chồng một cách dã man, chặt ra 7 khúc, bỏ 7 sọt rác để phi tang, cuối cùng cũng bị đền tội. Và tôi đoán chắc chắn là cô này sẽ bị tuyên án tử hình thôi. Cho nên đừng xem từ một ác tâm nhỏ, nghĩ rằng là mình chỉ khởi lên trong đầu thôi, không có hại gì hết. Ác tâm là động cơ và nhanh chóng trở thành đạo diễn. Nếu như chúng ta mất sự kiểm soát hành động thì các vũ khí và vật dụng gây thương tổn có mặt kế bên đó có thể được sử dụng, dẫn đến sự kết thúc mạng sống ở những người khác. Tôi không tán đồng tâm lý học phương Tây khích lệ những kẻ hận thù đó làm hình nộm, đốt, bắn, đâm dao, chà đạp, phỉ nhổ để thỏa mãn cơn giận. Thực tế đó, làm như thế là thỏa mãn tức thề. Mỗi khi làm như vậy đó thì hạt giống sát hại trong tâm tiếp tục lớn, tăng trưởng. Và đến lúc nào đó khi có vũ khí trong tay, mất sự kiểm soát do rượu, do giận, hạt giống sát hại tâm đó sẽ trở thành là hành động sát hại thật. Hoa Kỳ là nước dễ dạy nhất trên toàn cầu bán vũ khí, cho phép sở vũ khí, và cũng là nơi tồn trữ vũ khí trong nhà dân lớn nhất trên thế giới, và bằng 60% tổng số vũ khí ở các quốc gia còn lại gộp lại. Mỗi ngày nếu theo dõi trên Facebook Violence Archive, đó là kho dữ liệu bạo lực tại Hoa Kỳ, không có ngày nào không có người chết vì sự sở hữu súng dễ dãi tại Hoa Kỳ. Và nếu như luật pháp Hoa Kỳ không cải cách ngăn cấm người dân sở hữu súng ống thì các mạng sống của những thường dân vô tội tiếp tục bị chết, mà người giết là học sinh, là sinh viên, là nhân viên cảnh sát, là những người mà bình thường á họ được xem rất hiền và không có tiền án. Là bởi vì các hạt giống bạo lực trong phim hành động Mỹ và được xúi dục trong tâm lý học Mỹ và phương Tây đã làm cho con người đó dễ dàng rủi ro tạo cái chết chỉ bởi cái tâm hận thù, giận hờn và ác cảm với tha nhân thôi. Cho nên là chúng ta phải khởi lên nhận thức là tôi không được xem nhẹ tính mạng của người khác, tôi không để cho tâm tôi giận hờn rồi ác độc. Hãy nỗ lực vượt qua. Quý vị có thể tụng kinh nhiều tiếng trong một ngày, ngồi thiền nhiều tiếng trong một ngày, nhưng nếu không vượt qua được ác tâm, ác cảm, ác nhân thì sự tiến bộ trong tu học đó không thể là đảm bảo được. Và các phương pháp tu đó, mục đích là để xóa đi là tâm giận dữ, tâm tham lam, tâm si mê, tâm cố chấp. Tất cả đều trở thành phương pháp mà mục tiêu là để vượt qua những tâm lý tiêu cực này. Nếu không vượt qua được đó thì người tu học được xem là bị thất bại và phải điều chỉnh lại phương pháp, nỗ lực cam kết để khắc phục, vượt qua những yếu kém của tâm.
Điều 4, thực tập tâm từ bi không giới hạn. Kinh Văn dạy như sau: như bà mẹ đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi đối xử tất cả mọi loài. Thì đây là ẩn dụ về tình thương không phân biệt đối xử mà người mẹ dành cho tất cả các con. Thì đó là tình thương thiêng liêng lý tưởng. Trên thực tế đó, các bà mẹ thương con trai nhiều hơn con gái, các bà mẹ thương con út nhiều hơn con đầu lòng. Và đó là ứng xử bất công. Cũng có gia đình á, các bà mẹ thương và nuông chiều những kẻ tệ, xấu, dở hơn những đứa con tốt. Khó có trường hợp các bà mẹ thương con cái đồng đều nhau. Tương tự, cha thương con gái nhiều hơn các cậu con trai. Ở đây Đức Phật nói là như người mẹ rải tình thương đều cho tất cả các con không phân biệt. Cho chúng ta phải tập á, là thực hiện lòng từ bi đối với mọi người. Muốn như thế đó, và đặc biệt là đối với kẻ thù và những kẻ đã trực tiếp hay gián tiếp tạo ra nỗi khổ niềm đau cho ta. Vì thực tập từ bi đó là rất khó, nhưng không phải là không được. Trong Kinh Tâm Điện Quán, Đức Phật dạy đó là xem tất cả những người nam đã từng là cha, ông, cậu, bác, chú, dượng, chồng, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai. Xem tất cả những người nữ đã từng là bà, mẹ, dì, thím, mợ, vợ, rồi em gái, chị gái, con gái, cháu gái, chắc gái. Quán quyết thống xuyên biên giới các kiếp sống quá khứ giúp cho chúng ta dễ dàng trải nghiệm tâm từ bi bình đẳng đối với mọi người để vượt qua tính phân biệt. Thì đối với các quốc gia mà có những cái cuộc nội chiến do màu sắc da, do khác biệt chủng tộc, do khác biệt tôn giáo, do quyền lực kinh tế đó, thì việc gọi là thực tập tâm á, đó là như người mẹ là rất cần thiết. Lấy Hoa Kỳ làm một ví dụ, chúng ta thấy là Hoa Kỳ đã từng trải qua cái cuộc chiến đó là Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Rồi gần đây đó, vào những cái thập niên là 60 trở về trước, người da trắng xem người Mỹ da đen như là súc vật, là kẻ nô lệ, là thuộc hạ, là người giúp việc, là ô xin, đối xử một cách tàn nhẫn và chà đập nhân phẩm của những người da đen, mặc dầu đó là về bản chất họ cũng là con người. Thì đến những năm như 60 cho đến năm 68, mục sư Luther King, nhà truyền giáo lỗi lạc của Hoa Kỳ, đi diễn thuyết tại hai tiểu bang Tennessee và Missouri, kêu gọi người Mỹ da trắng tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền của người Mỹ da đen. Và hậu quả là đó, ông đã bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1968. Đang khi phong trào xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt màu da đó đang dâng lên rất cao ở nhiều thành phố lớn, cái chết của ông đó đã tiếp tục gây sự phẫn nộ và buộc dẫn đến cái sự cải cách là hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ. Để bây giờ đó, Hoa Kỳ được xem là một trong những nước có nỗ lực tích cực trong việc cải thiện, tôn trọng sự khác biệt màu da và sắc tộc. Đó là lý thuyết thôi, chứ thực tế đó
Nếu ai đã từng sống ở Hoa Kỳ hoặc du lịch Hoa Kỳ, nghiên cứu về lịch sử và đời sống Hoa Kỳ đó, sẽ thấy phân biệt đối xử của người Mỹ da trắng đối với người Mỹ da đen và người Mỹ da màu, người Mỹ di dân vẫn còn đó. 50 năm trở về trước, nếu quý vị đến thành phố Santa Ana và quận Cam, nơi mà hiện nay đó có gần cả triệu người Việt Nam sinh sống, thì lúc đó đó tìm gọi là người Việt Nam, nhà Việt Nam ở hai thành phố này đó như là đốt đuốc về đêm để tìm vàng. Bây giờ đó tới đây quý vị sẽ khó tìm thấy các nhà của cư dân Mỹ da trắng, vì người Việt Nam đến đảo quá nhiều, thì Mỹ da trắng đó là phân biệt đối xử và sợ mất an toàn, tự động về đi bán tháo bán đồ nhà cửa để tìm một nơi khác. Tương tự, ở những thành phố khu vực nào có Mỹ da đen, Mỹ da màu, thì Mỹ da trắng của lần lượt bỏ đi, nhà ở đó bán tháo bán đồ. Thế đó là phân biệt đối xử. Trải qua gọi là mấy thập niên luật pháp kêu gọi bình đẳng và tôn trọng nhân quyền, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục có tình trạng này. Những quốc gia châu Âu, người bản địa vẫn tiếp tục phân biệt đối xử, mặc cảm, thù ghét những người di dân thành công, hạnh phúc hơn họ. Đó là thói quen của con người thôi. Ở đâu nó cũng vậy. Không bao giờ có được cái sự công bằng tuyệt đối. Tất cả những điều đó là gì? Nó phát xuất từ cái tâm hận thù đó. Thì để vượt qua đó, Đức Phật khuyên chúng ta là phải xem tất cả mạng sống của người khác như là con ruột của mình. Thì người mẹ thương con hơn người cha và bảo vệ con bằng mọi giá, hy sinh cho con, thậm chí là khổ vì con. Các quốc gia cũng phải xem tất cả các công dân, dầu da trắng, da vàng, da màu, da đen, đều là con giống như nhau, không phải bất đối xử. Thì lúc đó đất nước đó mới phát triển được. Kinh văn tiếp tục dạy: ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lòng từ bi không bị bất cứ vật gì làm ngăn cách. Tâm ta không còn vương vấn chút oán hờn hay căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong chánh niệm tâm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất. Đoạn kinh này đó dạy chúng ta làm thế nào đó, một mặt tháo hết tất cả gốc rễ của hận thù, hạt giống của oán hờn, quan trái, và đồng thời đó chúng ta cần phải nêu cao nếp sống từ bi trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến đồng tỉnh, thức và ngủ. Thực hiện tâm từ bi trước nhất đó, thì chúng ta nên gần gũi với thiên nhiên, thường các loài gia súc trong nhà, nhất là loài chó. Năm con chó thì mọi người phải nói không với ăn thịt chó, rồi hết năm con chó phải tiếp tục nói không với ăn thịt chó. Châu Á là nơi có nhiều quốc gia ăn thịt chó. Ở châu Âu á, Thụy Sĩ, Thụy Điển cũng có một số nơi ăn thịt chó. Đang cái sự tiến bộ của phương Tây đó là làm cho con người rất ghét ai ăn thịt chó. Nếu quý vị có một người bạn phương Tây ngoài một số nơi ở Thụy Sĩ và Thụy Điển, biết rằng các bạn là người ăn thịt chó, họ sẽ nghỉ chơi với các bạn và xem các bạn là những kẻ tàn nhẫn, những kẻ ác độc, họ sẽ xa lánh và sợ hãi. Cho nên phải luôn tâm niệm rằng là tôi sẽ chuyển hóa các hạt giống hận thù, hạt giống căm phẫn, hạt giống là thù hằn, hạt giống đi đọt, hạt giống hành hạ, hạt giống phân biệt đối xử, rồi hạt giống ganh ghét, hạt giống ganh tị, hạt giống phân mì, hạt giống đấu tranh,
hạt giống hơn thua, hạt giống tranh chấp ra khỏi kho tàng tâm của tôi. Và cuộc sống của tôi đó phải vĩnh viễn vẫy tay chào với các hạt giống này. Thì lúc đó chúng ta phải đối chiếu với những người là nhỏ hơn mình. Nếu họ làm được việc đó thì tự động mình trổ về cái tâm lý xấu hổ, và nhờ đó nỗ lực khắc phục vượt qua. Có một luật sư tại Cali là Phật tử thuần thành. Năm 2008 tôi đến thăm nhà ông. Hai vợ chồng nấu đồ chay rất ngon. Tôi hỏi là có hộp thực phẩm chay không, thì cô vợ nói rằng là cả gia đình ăn chay trường. Tôi hỏi nguyên do vì sao ăn chay trường. Vợ chồng luật sư nói rằng đó, họ có một cô con gái lúc đó mới có 8 tuổi thôi. Nhà chỉ nuôi có vài con vịt. Thì mỗi ngày đó cha mẹ đi làm, cô bé ở nhà đó làm bạn với các chú vịt và cô vịt. Thì hôm nọ đến ngày giỗ của ông bà, mẹ của cô bé đó là giết thịt con vịt trước mặt cô bé, và cô bé rất là khổ và bị sốc, và nói rằng đó là mẹ rất xấu, mẹ rất ác, mẹ đã giết bạn con. Cô bé bỏ ăn và không nói chuyện với mẹ mấy ngày trời. Từ đó đó là hai vợ chồng mới đánh giá là mình, cháu chưa được quy y, cháu có tâm nhân từ, có hạt giống từ bi, thương loài vật. Còn mình đã là Phật tử, đến chùa bao nhiêu năm rồi vẫn còn nghiệp sát trực tiếp, xấu hổ quá. Cho nên là hai vợ chồng đó là phát nguyện ăn chay trường, để cho đứa con trong nhà đó, đó là nó bỏ qua cái việc mà mẹ nó đã giết con vịt mà nó xem là bạn mình. Nhiều khi mình đối chiếu với những người đó là nhỏ hơn thì chúng ta cảm thấy xấu hổ, thì mình cũng xem đó như một bài học để phấn đấu và vượt qua. Cho nên là trong mọi hoàn cảnh và tình huống á, cái gì nó giúp cho chúng ta có thể gây tạo được tâm niệm từ bi, gieo trồng được hạt giống từ bi, nuôi lớn hành động từ bi, ứng xử từ bi đó, thì chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội. Điều cuối cùng, bỏ tà kiến và ác dục. Kinh Văn dạy như sau: tôi nguyện không lạc vào tà kiến, loại dần các ham muốn xấu, sống nếp sống lành mạnh và đạt được trí tuệ, để chắc chắn vượt khỏi khổ đau và sanh tử này. Thì trong đoạn này đó có bốn phương diện người thực tập thiền từ bi càng phải quan tâm. Chứ nhất á, cam kết không rơi vào tà kiến. Tà kiến á, có nghĩa đen là nhận thức sai về thế giới, về nhân sinh, về nhân quả, về kiếp sau, về mọi thứ trên đời. Thì người về rơi vào tà kiến rồi đó thì mê tín, dị đoan, sợ hãi, tin bói toán, tin phong thủy, tin địa lý, tin nhân điện, tin ngoại cảm, tin đồng bóng, và làm rất nhiều các hành động vô lý như là đốt giấy vàng mã, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa phá của, để mua sự trấn an tâm lý rằng mình thương kính và nhớ về ông bà người thân đã qua đời. Còn theo đạo Phật đó là sau khi chết tái sanh hết rồi, âm phủ dưới lòng đất là không có thật. 10 tháng sau khi chết là trở thành cô cậu bé mới, lấy đâu mà tiếp nhận các phẩm vật cúng kính của chúng ta. Mặc dù thế, đạo Phật vẫn khích lệ cúng tưởng niệm. Cúng tưởng niệm thì khác với cúng cho ăn. Cúng tưởng niệm đó là vào ngày giỗ, chúng ta nhắc lại lịch sử bao gồm những đóng góp to lớn của người đã chết cho đất nước, cho cộng đồng và cho dân tộc và gia đình, để cam kết phát huy truyền thống cao đẹp này. Nó khác với cái việc chúng ta mê tín mà cúng. Còn giấy vàng mã khi chưa đốt đã không thể xài được vì là bằng giấy,
chỉ có người mát mới mặc áo quần bằng giấy, chứ còn cái người bình thường ai mặc đồ giấy, ta mặc đồ vải, mà đồ gọi là vàng mã nhỏ hơn kích thước thật của con người làm sao mặc được. Nhà vàng mã chỉ có vài tấc, còn thấp lùn như thầy Nhật Từ phải một thước 47. Có trở thành những cái ông yoga giỏi cuộn lại cũng phải mất mấy tấc. Làm sao mà chui vào trong cái nhà đó? Giả sử nhà đó mà có thể xài được thì ông bà tổ tiên cao thứ 7 thứ 8 trở thành những kẻ tí hon hết. Tiền thật, nhà thật, tài sản thật, lỡ bị quả quạng trái chỉ có ngồi mà khóc, không thể xài được nữa, cũng không mắc đền ai được. Huống hồ giấy vàng mã, nhà vàng mã, người hình nộm, bị đốt cháy thành tro bụi, lấy đâu mà xài? Rất là vô lý. Vậy mà có người tốn hàng trăm triệu đốt vô ích vì nghĩ rằng đó, đó là hiếu kính, do thiếu hiểu biết về nhân quả. Nhiều người đã làm như thế. Ngày 12 tháng 2 2018, mấy ngày trước Tết Mậu Tuất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành công văn số 31 kêu gọi 54.000 tăng ni trên toàn quốc đề cao trách nhiệm đạo đức, truyền bá cho tín đồ và những người đi đến chùa trong tổng số 18.000 mấy trăm ngôi chùa tại Việt Nam, vĩnh viễn vẫy tay chào với tập tục mê tín đốt giấy vàng mã. Mặc dầu công dân ban hành quá muộn, nhưng đó là một dấu hiệu tích cực. Tôi mong rằng đó, không chỉ đơn thuần ban công văn, giáo hội phải tập hợp toàn bộ tăng ni, nhất là các vị trụ trì, theo từng thành phố, quận huyện, phường xã, triển khai tinh thần công văn giám sát bất kỳ tăng ni nào cho phép việc đốt giấy vàng mã xảy ra tại chùa của mình thì bị phạt, bị chế tài. Thì lúc đó đó, cái tinh thần của công văn phù hợp với văn hóa Phật giáo mới có thể trở thành một hiện thực. Miền Bắc Việt Nam, Bắc Trung Bộ Việt Nam và các chùa người Hoa tại Việt Nam là những nơi đốt giấy vàng mã nhiều nhất. Tôi tin rằng nếu những người đốt giấy vàng mã đó tập hợp hết toàn bộ số tiền trong một năm cho việc mua giấy vàng mã, đi làm việc nghĩa, việc từ thiện, các nhà tình thương, chúng ta có thể cứu sống hàng triệu người Việt Nam thuộc các hộ nghèo và cận nghèo. Phải hiểu biết để xóa đi cái mê tín gì đó. Xóa gọi là tà kiến, tin gọi là chết không phải là dấu chấm cuối cùng, tái sanh là có thật, kiếp sau là có thật, để mỗi người chịu trách nhiệm đạo đức về những gì mà mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Tin vào tiềm năng, tin vào sự chuyển nghiệp, tin vào tương lai tươi sáng, tin vào chân lý Phật, đạo đức Phật, tin vào khả năng thực tập của bản thân và tin rằng đó mình đủ sức để trải nghiệm hạnh phúc và thành công trong đời. Niềm tin lạc quan dẫn đến tinh thần lạc quan, tinh thần lạc quan dẫn đến lối sống lạc quan, lối sống lạc quan dẫn đến hạnh phúc trong đời. Đó là những niềm tin rất là tích cực. Phương diện thứ hai đó là cam kết từ bỏ các ham muốn xấu. Ham muốn xấu được định nghĩa là những lòng tham ngược với luật pháp. Cái gì không cho thì không nên làm, cái gì không cho thì không nên lấy. Hôm qua mùng 8 Tết Mậu Tuất 2018, một cậu bé nhận được 40 triệu đã trả lại cho khổ chủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã viết thơ ca ngợi tấm gương đạo đức của cậu này. Tôi cho rằng đó, thủ tướng làm như thế là rất cần thiết để khích lệ văn hóa Việt Nam nghèo cho sạch, rách cho thơm. Mấy thập niên vừa qua đó, hình ảnh người Việt Nam trên toàn cầu quá xấu xa. Sinh viên Việt Nam, người dân Việt Nam
sống, định cư, làm việc, học tập ở nước ngoài, trồng cần sa, buôn ma túy và tạo ra nhiều hành động phạm pháp. Có nhiều người Việt Nam ăn cắp trong các siêu thị, bị bắt ở Nhật, bị bắt ở Mỹ, Canada, Úc, châu Âu, đến độ nhiều nơi phải ghi những cái bảng coi chừng người Việt Nam. Thật là xấu hổ. Tôi cho rằng là vì chúng ta đã bỏ môn đạo đức học mấy chục năm trong nhà trường. Vài năm lại gần đây đó, thì môn đạo đức học đã được giới thiệu từ lớp 1 đến lớp 9. Thì để phục hồi cái nền đạo đức bị mất tại Việt Nam á, chúng ta phải mất đến 3 thập niên tới. Còn trong 1, 2 thập niên sắp tới đó, thì cái hậu quả của việc gọi là không dạy đạo đức trong nhà trường và nhận thức sai lầm chết là hết, một loại tà kiến nguy hiểm mà Đức Phật gọi là đoạn kiến. Rồi chủ nghĩa gọi là vật chất và hưởng thụ là phát triển mạnh sẽ làm cho con người trở nên rất thực dụng, thiển cận và có thể tạo ra các hành vi phạm pháp. Cho nên tà kiến không đơn thuần là không tin nhân quả, không tin kiếp sau, không tin sự trừng phạt, còn là sự rủi ro về việc có thể vi phạm đạo đức. Đó là điều mà các Phật tử phải thương con em mình, tức là trở thành huấn luyện viên đạo đức của con em tại nhà. Các bậc phụ huynh nên dẫn con em quy y làm đệ tử Phật từ lúc lên 3 tuổi tại chùa Giác Ngộ, từ 2 giờ rưỡi đến 5 giờ thứ bảy 2 tuần một lần, sắp tới mỗi tuần một lần, dành cho sinh hoạt mầm non và thiếu nhi để rèn luyện đạo đức, nhân cách sống, giá trị sống cho các cháu. Điều đó là rất tốt cho hạnh phúc gia đình của quý vị. Phương diện thứ ba đó là đề cao nếp sống lành mạnh, tức là cố gắng là thực tập trọn vẹn 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời sự thật, lời hòa hợp, lời lịch sự, lời có ích, không ma túy và rượu gây sai, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Đó là cái lối sống mà người thực tập sẽ trở nên rất lành mạnh về đạo đức, lành mạnh về môi trường, lành mạnh về xã hội. Ngoài ra đó, chúng ta phải là tiêu thụ ít để sống khỏe và sống thọ. Thì đó là lời Phật dạy: người tiêu thụ nhiều chừng nào, hưởng thụ nhiều chừng nào, tuổi thọ rút ngắn. Những người nghèo ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, những vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên có thể sống đến 90 tuổi, 100 tuổi. Làng nào, xã nào, xóm nào cũng có các cụ già sống khỏe trên 80 tuổi. Đang khi ở các thành phố lớn, phương tiện giải trí nhiều, thần kinh suy thoái nhiều, căng thẳng nhiều, khổ đau nhiều, hưởng thụ nhiều, ăn uống nhiều, nghỉ ngơi nhiều, con người chết sớm nhiều. Cho nên phải cố gắng làm sao đó phát huy nếp sống lành mạnh. Và cuối cùng đó là nỗ lực cam kết đạt được tuệ giác, tức là sở hữu được trí tuệ. Đức Phật nói là tuệ giác có thể được thực hiện bằng 3 cách. Cách 1, học rộng hiểu nhiều chân lý Phật và các quy luật khoa học. Nhờ đó chúng ta sẽ xóa được mê tín dị đoan. Cách 2, nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật để lại qua các kinh. Cái gì không hiểu, không đoán mò, tra từ điển Phật học trên mạng, hỏi trực tiếp từ các tăng ni, hỏi các bạn đồng tu có kinh nghiệm cao hơn mình, không tự ái, không mắc cỡ. Cách 3, thực tập thiền và thực tập chân lý Phật trong cuộc sống, giúp ta mở được cánh cửa sổ tri thức và trí tuệ. Thì đó là 3 phương diện đạt thành trí tuệ mà bất kỳ ai sở hữu được đó, có cơ hội khép lại các nỗi khổ và niềm đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Kính thưa các quý Phật tử,
nhân ngày mùng 9 Tết, khoảng 400 Phật tử mới đã làm lễ quy tại chùa. Từ năm nay trở đi đó, mỗi năm chùa Giác Ngộ sẽ tổ chức 6 lễ quy y: lịch quy y, lịch khóa tu, lịch thuyết giảng, lịch dạy Phật pháp, lịch dạy ngoại ngữ miễn phí đó, đã được in trên 2 trang A4 và phổ biến trên mạng. Quý vị nhớ sở hữu để tham gia các chương trình khóa tu và cố gắng là chăm sóc đời sống tinh thần của mình một cách điều đẳng và đầy đủ. Thì mỗi ngày đó, mỗi người nên dành ít nhất 15 phút đọc kinh Phật tại nhà nếu không có thời gian đến chùa. Ngoài việc đọc kinh Phật, nên dành 15 phút ngồi thiền, chuyển hóa cảm xúc, làm chủ tâm tư, làm chủ lối sống, làm chủ hành vi. Bằng cách này đó, các bạn sẽ hạnh phúc mỗi ngày, chứ đừng chờ đến lúc gần sắp chết, thở không ra, chết không được, thì mới nhờ các thầy đến để cái tụng kinh cầu nguyện. Lo là quá muộn nè. Chẳng khác nào đến khác mới đào giếng, nước chưa có, người khác nước đã có thể chết rồi. Thì thương những người thân của mình, các bạn hãy dẫn con cháu, vợ chồng, anh chị em đi chùa và trở thành Phật tử thuần lành như chính mình. Chúc tất cả được an lành. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.